Hậu Ngô Vương Ngô Xương Văn. 1. Nam Tấn Vương Ngô Xương Căn từ năm 950 đến năm 965. Ngô Xương Căn là con thứ hai của Ngô Quyền và Dương Thị Ngọc. Năm 950 đã dùng mưu lật đổ Dương Tam Kha, giành lại ngôi vua cho nhà Ngô. Theo thỉnh cầu của các tướng lĩnh và triều thần, được sự chuẩn tấu của Dương Thái Hậu, Ngô Xương Căn lên ngôi vua lấy niên hiệu là Nam Tấn Vương từ năm 950 đến năm 965, đóng đô ở Cổ Loa. Nam Tấn Vương cho người đi tìm anh là Thái tử Ngô Xương Ngập, giả làm thầy đồ trốn ở Nam Sách Hải Dương, lấy vợ và có con trai là Ngô Xương Văn. Được Dương Thái Hậu chuẩn tấu, cả hai anh em đều làm vua. Như vậy nước ta lúc đó có hai vua. 2. Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập từ năm 951 đến năm 959. Ngô Xương Ngập lên ngôi vua đặt niên hiệu là Thiên Sách Vương từ năm 951 đến năm 959. Sau Ngô Xương Ngập bị bệnh thượng mã phong mà chết, làm vua được 8 năm. Hậu Ngô Vương Ngô Xương Văn. Hậu Ngô Vương phụ Thiên Sách Vương ở ngôi 15 năm từ năm 951 đến năm 965. Vua nối được kỷ cương hoàng gia, khôi phục cơ nghiệp cũ. Tiếc rằng gây việc can qua ở trong nước đến nỗi bị chết. Vua tên Húy là Xương Văn, con thứ của Tiền Ngô Vương. Tân Hợi, năm thứ nhất, năm 951, Chu Thái Tổ Quách Uy, Quảng Thuận, năm thứ nhất. Vua đã truất bỏ Tam Kha lên ngôi vua, xưng là Nam Tấn Vương. Sai sứ đi đón anh là Xương Ngập về kinh sư, cùng trông coi việc nước. Xương Ngập xưng là Thiên Sách Vương. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Nam Tấn đón Xương Ngập về để cùng trông coi chính sự, có thể gọi là người biết kính anh, muốn cho cùng hưởng phú quý. Xương Ngập nên lấy sự mình không có công lao mà nhường ngôi cho em để cùng hưởng lập, thì đức ấy há chẳng rạng rỡ lớn lao ư? Lại câu nệ về Phật Đích Trường cũng xưng vương trông coi chính sự, lại chuyên quyền làm oai làm phúc, đến nỗi Nam Tấn Vương không được dự chính sự nữa. Thật là mất đạo nghĩa anh em, chí thú rất là ti tiện. Bấy giờ người Động Hoa Lư là Đinh Bộ Lĩnh cậy núi khe hiểm cố, không chịu giữ chức phận làm tôi. Hai vương muốn cất quân đi đánh, Bộ Lĩnh sợ sai con là Liễn vào triều làm con tin để ngăn chặn việc xuất quân. Liễn đến, hai vương trách tội Bộ Lĩnh không đến chầu, rồi bắt giữ Liễn đem theo đi đánh. Hơn một tháng không đánh nổi, bèn treo Liễn lên ngọn sào, sai người bảo Bộ Lĩnh nếu không chịu hàng thì giết Liễn. Đinh Bộ Lĩnh tức giận nói: Đại trưởng phu chỉ mong lập được công danh, há lại bắt chước thói đàn bà xót con hay sao? Liền sai hơn 10 tay nỏ nhắm Liễn mà bắn. Hai vương kinh sợ: Ta treo con nó lên là muốn để nó đoái tiếc con mà ra hàng nhanh chóng. Nó tàn nhẫn như thế, còn treo con nó làm gì? Bèn không giết Liễn mà đem quân về. Bấy giờ Thiên Sách Vương chuyên quyền làm uy, Nam Tấn Vương không được dự chính sự nữa. Hai vương do đó hiềm khích với nhau. Giáp Dần, năm thứ tư, năm 954, Chu Thế Tông xài Vinh Hiền Đức, năm thứ nhất. Thiên Sách Vương mất, vua Nam Tấn Vương lại giữ ngôi, sai sứ sang thỉnh mệnh vua Nam Hán là Lưu Sưởng. Sưởng cho vua làm Tĩnh Hải Quân tiết độ sứ kiêm đô hộ. Canh Thân, năm thứ 10, năm 960, Chu Cung Đế Tông Huấn, năm thứ nhất. Tống Thái Tổ Triệu Khung Dần Kiến Long, năm thứ nhất. Năm ấy nhà Chu mất. Ất Sử, năm thứ 15, năm 965, Tống Càn Đức, năm thứ 3. Vua đem quân đi đánh hai thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình, mới vào đến cõi, đỗ thuyền lên bộ đánh, bị phục binh tay nỏ bắn trúng chết. Đinh Liễn trở về Hoa Lư. Lê Văn Hưu nói: Nam Tấn Vương nhà Ngô trước bị gia thần là Tam Kha giam giữ, sau bị anh là Xương Ngập áp chế, một sớm đắc chí không biết cẩn thận giữ mình, cho nên hưởng nước ngắn ngủi,
không có chính tích gì đáng tiếc thay. Nhưng cứ xem việc tha tội cho Bình Vương há không phải là nhân ư? Chịu nhịn cho Xương Ngập làm kiêu sức há không phải là cung ư? Đã nhân lại cung cũng có thể thấy vương là người ra sao rồi. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Nam Tấn Vương nhà Ngô lấy nghĩa trừ kẻ bạo tàn, khôi phục cơ nghiệp cũ, đủ thỏa được phong linh của tổ tông, hạ lòng căm giận của thần và người. Về chính trị đang có đổi mới, thế mà vì lòng nhân thương người kiểu đàn bà trẻ con mà không trị tội Tam Kha cướp ngôi, tham việc can qua vì hành động đánh dẹp càn rỡ ở hai thôn đường Nguyễn, rốt cuộc lại tự giết mình, đáng tiếc thay. Nguồn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, website Người Kể Sử. Video thuộc series nhiều tập xuyên suốt 4.000 năm lịch sử Việt Nam, biên niên sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những tập tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí Ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí Ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.